Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Raga và câu lạc bộ Napoli. Đây là trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên của vòng bảng ở đấu trường UEFA Champions League của hai đội, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 21 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ Napoli, trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Raga với mức kèo là 0,5, mức kèo cũng có thể tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75 ba trái và 2,5 tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn, hiện tại thì mình có một nhóm Telegram cập nhật kèo bóng cho anh em mỗi ngày, và link của nhóm này mình có để ở bên dưới phần mô tả nha. Anh em cứ việc vào phần mô tả để truy cập và làm thành viên của nhóm nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trong quá khứ thì Raga và Napoli mới chỉ có một lần gặp nhau, và lần gặp nhau đó thì Napoli đã giành chiến thắng trước Raga với tỷ số là 3-1. 5 trận thi đấu gần nhất của Raga thì Raga thắng 4 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Napoli, Napoli thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Raga được chấp 0,5 hoặc là 0,75 nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này lần gặp lại Napoli thì tiếp tục Raga bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Napoli thì mình thấy là Raga họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu, khi mà trong đội hình của Raga cũng sở hữu một số cầu thủ rất là chất lượng. Thứ hai nữa, trận đấu này Raga có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì cũng chưa kể là nếu như trận đấu này hai đội mà kết thúc với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Raga được chấp, chúng ta cũng vào thắng kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải thất bại đâu. Với phong độ đang ổn định ở những lượt trận vừa qua thì biết đâu trận đấu này Raga mới là những người giành chiến thắng thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tư tưởng mình ưu tiên chọn Raga lựa mức kèo được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75 ba trái và 2,5. Thì cái lần gặp nhau gần nhất của hai đội thì nó cũng đã có đến 4 bàn thắng được ghi rồi. Và ở thời điểm hiện tại cả hai đội đang đạt phong độ rất cao và hiệu suất ghi bàn nó rất là ổn định. Thì mình nghĩ trận cầu này tiếp tục sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số là hòa 2 đều hoặc là 2-1 hay là 3-1 nghiêng về cho Raga. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Nếu như trận đấu này mà các bạn không tin tưởng vô tài xỉu thì các bạn ưu tiên chọn Raga không cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1 trái. Thì giờ đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà, phong độ đang ổn định và hàng thủ đang chơi tốt ở những lượt trận vừa qua thì có thể là hiệp 1 Raga họ cũng sẽ không chịu thua Napoli đâu. Thậm chí là biết đâu hiệp 1 Raga mới là những người có bàn nhận trước. Hiệp 1 các bạn chọn Raga được chấp nha. Và đá nhẹ cái tài 1, canh tài hạ dưới 1 thì vào theo ý muốn của các bạn. Giờ đó hiệp 1 hai đội hòa nhau 1 đều hoặc 1-0 nghiêng về cho Raga. Tóm lại trận đấu một chút kèo lại chọn Raga và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.